FG xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin tổng hợp những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn làm mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng 20.500m3 trên một giây ngày 19 tháng 7 và lên tới 26.500m3 trên một giây vào ngày 20 tháng 7 hồi đầu tuần. Trung Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lũ lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua kể từ năm 1940 ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Hơn 40.000 người sau đó được sơ tán, theo Taiwan News. Những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ USD. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư trung và hạ nguồn, trong đó có 10 tỉnh là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong hơn 10 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt quá mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Vilo cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào ngày 8 tháng 7, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 4.500 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 5 triệu người. Tính đến sáng ngày 21 tháng 7, các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 1994. Nhà khoa học Wang Vilo cho biết, đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng tượng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo hôm 10 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Wei Jianchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt quá mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ nằm ở giới hạn. Ngoài ra, ông Wang còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp. Theo ông, nếu xảy ra sự cố đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá 2m so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 20 năm qua, tổng cộng có 1 triệu tàu chở khách và 1,64 tỷ tấn hàng hóa đã ghé qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng. Mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu dân Trung Quốc sống ở hạ lưu, theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế. Thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước ở đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng 600 triệu dân dọc theo sông Dương Tử có thể đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết, lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500m3 trên giây vào thứ Bảy ngày 20 tháng 7, tăng 6.000m3 mỗi giây so với 20.500m3 mỗi giây vào thứ Sáu ngày 19 tháng 7. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho nhiều vùng ở thượng lưu. Các tàu chở khách địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thắt dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các biển và bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang và ở Trùng Khánh hôm 22 tháng 7 đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất đạt 227,6m, vượt quá mức an toàn 5,1m. 100.000 người đã phải sơ tán nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đông Phương ngày 23 tháng 7 dẫn tin, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc
Tính đến ngày 15 tháng 7, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh, thành, khu tự trị bị ảnh hưởng. Gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 5.500 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Tư Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và vượt quá mức cảnh báo, ngập gần 2 mét vào chủ nhật ngày 21 tháng 7. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về phương thương vong cụ thể của vụ vỡ đập, trong đó nói rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt với lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,7 triệu mét khối trên giây và tốc độ xả sẽ cao tới 100 km/h. Bài báo chỉ ra rằng độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 71 mét so với mực nước biển đổ tới sẽ làm vỡ đập Cát Châu Á rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên. Sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ, người dân cơ bản không có cơ hội trốn thoát và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố Sa Thị Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cửu Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đông Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa lớn ở thượng trung hạ lưu sông Dương Tử, cùng một số nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm cả luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng cuối cùng, rõ ràng cầu thủ kiêm trọng tài, Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những cơn mưa lớn dự kiến sẽ có những trận mưa lớn đến rất lớn vào ngày thứ Tư 24 tháng 7 ở miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Đồng thời, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá mức báo động phòng chống ngập gây ra lo ngại 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Trên thực tế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị nghi ngờ trong những năm gần đây. Đã có chuyên gia thủy lợi từ lâu cho rằng đập Tam Hiệp sẽ gây hậu quả tai hại đối với đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực kỳ cực đoan với mưa lớn ở thượng nguồn và hạ lưu sông Dương Tử. Gần đây đã có tin đập bị biến dạng. Trên thực tế, ngay từ tháng 7 năm ngoái, một bức ảnh vệ tinh đã thu được lưu hành trên mạng Internet Trung Quốc cho thấy thân đập của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng rõ rệt với mức đáng kể khi so sánh với bức ảnh chụp trước đó. Tuy nhiên, tập đoàn Tam Hiệp sau đó đã lên tiếng bản đồ vệ tinh Google có liên quan không phải do vệ tinh trực tiếp chụp mà được hình thành bởi một loạt thuật toán do sự khác biệt trong một số thuật toán giữa Google Maps và Gini Maps. Một số cảnh đã bị lệch dữ liệu giám sát kể từ khi đập hoạt động cho thấy tất cả các kiến trúc vẫn bình thường. Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc sau đó dẫn lời các chuyên gia nói rằng đập Tam Hiệp có độ dịch chuyển ngang khoảng 300 tỷ, nhưng đó chỉ là biến dạng đàn hồi và một hiện tượng bình thường trong xây dựng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Vương Duy Lạc hiện sống ở Đức đã nghi ngờ dự án đập Tam Hiệp không hề có khả năng chống lũ như chính phủ nói và mục đích thực sự của việc xây dựng đập của chính quyền là để phát điện. Khi trước nhiều nhà khoa học lo ngại về tính khả thi của cơ chế kiểm soát lũ đã từ chối ký tên vào báo cáo khả thi, ông phát biểu trên trang China Press khi mới xây dựng các nhà học giả nổi tiếng như Tiền Chính Anh, Trương Quang Đấu, phụ trách thiết kế và giám sát chất lượng công trình đã viết thư cho ông Quách Thục Ngôn, phó chỉ huy công trình Tam Hiệp phàn nàn về chất lượng xây dựng không tốt do xây dựng quá nhanh, thời gian quá ngắn. Chuyên gia này cho biết so với việc đập biến dạng, vấn đề nghiêm trọng hơn của đập Tam Hiệp là do nước. Ông cho rằng nếu đập vỡ thì tính từ thân đập cho đến thượng hải ra đến cửa biển tất cả đều sạch trơn. Ông kêu gọi các cư dân ở hạ lưu hãy chuẩn bị tâm lý, sớm có kế hoạch cứu sinh. Phó giáo sư Đại học Thanh Hoa Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc khi còn sống, đã đề xuất rằng đập Tam Hiệp sẽ gây ra 12 hậu quả thảm khốc, bao gồm sạt lở ở bờ hạ lưu sông Dương Tử, cản trở vận tải đường sông, di dân, tích bùn đáy hồ, chất lượng nước xấu, lượng điện sản xuất không đủ, khí hậu bất thường, động đất thường xuyên, bệnh sán máng lây lan, suy thoái sinh thái, ngập nghiêm trọng ở thượng nguồn. Tất cả 11 điều cảnh báo này đều đã ứng nghiệm trong những năm gần đây. Và cuối cùng, giáo sư cho rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị buộc phải cho nổ tung.
theo Đông Phương ngày 24 tháng 7. Bên cạnh nỗi lo về ngập lụt do đập Tam Hiệp gây ra và vỡ đập do mưa lớn, ngay từ khi con đập mới xây dựng, điều đáng quan trọng nhất là nhiều con đập đã trở thành mục tiêu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh nếu đập Tam Hiệp bị thiệt hại hoặc hư hại do chiến tranh hoặc khủng bố. Các sinh linh vùng hạ lưu sông Dương Tử sẽ gánh chịu thảm họa, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Những người lạc quan cho rằng đánh bom các cơ sở thủy lợi dân cư quy mô lớn như thế, ảnh hưởng sinh mạng hàng trăm triệu người sống là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không xảy ra trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Trong khi các phương pháp mà tổ chức khủng bố sử dụng rất khó gây thiệt hại cho con đập, ngay cả nơi yếu hơn là âu thuyền cũng được xây dựng 5 cấp tại đàn tử lĩnh không liền với đập, chính vì vậy sẽ không gây vỡ đập. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đập Tam Hiệp nằm ở vùng dựa trên bản đồ Trung Quốc, cách bờ biển và biên giới hơn 1.000 km. Nếu một quốc gia định tấn công bằng máy bay ném bom, nó sẽ bị chặn ở gần bờ biển. Ngay cả đối với máy bay ném bom tàng hình cũng phải mất hơn 1 giờ để bay từ biên giới đến Tam Hiệp và PLA có đủ thời gian để ứng phó. Nếu dùng tên lửa hành trình phóng xa tấn công vào đập Tam Hiệp, do tốc độ tên lửa khá chậm, lực lượng phòng không mặt đất và lực lượng chiến đấu cơ PLA cũng có đủ thời gian ứng phó. Cũng theo Đông Phương, qua tìm hiểu, PLA đã triển khai 3 loại tên lửa xung quanh đập HQ9, HQ16 và HQ7, hình thành các mạng lưới phòng không tầm cao, trung bình và thấp. Đồng thời, các máy bay chiến đấu J-10 và J-11 cũng được triển khai tại các sân bay xung quanh làm lực lượng phòng không cơ động của đập Tam Hiệp. Trước khi luận chứng về đập Tam Hiệp, một số người cũng tranh luận về sự an toàn của con đập nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết luận của cuộc tranh luận là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nên thuộc phạm chủ an ninh quốc gia, không thuộc vấn đề phải xem xét khi thiết kế an toàn đập. Nhưng sau đó, cũng có người chỉ ra rằng thân đập của Tam Hiệp là loại đập trọng lực bê tông mạnh nhất và áp dụng thi công đổ theo giai đoạn. Ngay cả khi thân đập bị nổ, nó sẽ không gây ra sự cố vỡ đập trên toàn bộ dòng, có khả năng kháng đoạn tấn công hạt nhân ở mức độ nhất định. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để ủng hộ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.